được tin thân mẫu anh Đỗ Quốc Tuyến, một cộng tác viên của bản tin Hoa Thịnh Đốn, cụ bà Dư Thị Thế, pháp danh Diệu Thạnh, vừa tạ thế lúc 7 giờ 30 tối ngày 31 tháng 8 2014 tại Biên Hòa, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi. Toàn thể gia đình SPTN xin chân thành phân ưu cùng anh và gia đình, cầu nguyện hương linh cụ bà Dư Thị Thế sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.